Phải công nhận là công nghệ sản xuất hàng giả hàng nhái hiện nay nó quá đỉnh các bạn ạ. Dưỡng thể Wixis đã có hàng giả hàng nhái cùng Lãng Lương Beauty, phân biệt thật giả nhé. Chi tiết khác nhau đầu tiên, ngoài vỏ hộp hàng chính hãng màu trắng trong, trắng sáng, hàng giả màu trắng đục, tối màu hơn. Nét chữ hàng chính hãng to, đậm, còn hàng giả thì nét mảnh và nhỏ hơn một chút xíu. Ở mặt sau sản phẩm gần giống nhau 90%. Có chăng là nét chữ hàng chính hãng vẫn đậm và rõ ràng hơn so với hàng giả một chút xíu. Một chi tiết vô cùng đáng lưu ý khi đi mua hàng, các bạn chú ý trên màn hình. Hàng chính hãng và hàng giả đều có tem phụ đề tiếng Việt và ghi rõ nhà sản xuất và công ty nhập khẩu phân phối. Hiện nay trên thị trường người ta bán hàng online, người ta sẽ nói là gì ạ? Hàng của họ đầy đủ tem phụ đề tiếng Việt, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ thì nó là hàng chính hãng. Thì điều đó không hoàn toàn chính xác các bạn nhé. Bởi vì các bạn thấy là gì? Hàng giả cũng có thể in như tem và dán lên sản phẩm. Tiếp kem. Và đi vào bên trong tiếp kem thì hàng giả nó lại có tem chống hàng giả, còn hàng chính hãng thì lại không có tem chống hàng giả. Đấy là một điểm kỳ lạ. Kiểm tra ở phần mép tiếp, hàng chính hãng ấy thì có ghi rõ hạn sử dụng và cái mã lô. Hàng giả thì không có một cái thông tin gì, không có một chữ gì cả. Hai tuyếp thiết kế nắp của hai tuyếp kem khác nhau rất rõ ràng như trên hình các bạn sẽ thấy. Miệng tuyếp kem hàng chính hãng và hàng giả cũng khác nhau. Hàng chính hãng thì bo tròn và thấp hơn, còn hàng giả thì nó đua ra một đoạn. Về chất kem hàng chính hãng ấy thì nó lỏng hơn, còn hàng giả thì nó đặc hơn, chậm thẩm thấu hơn so với hàng chính hãng. Về mùi thì hàng chính hãng có mùi hương đặc trưng của mỹ phẩm, nhưng mà hàng giả thì thơm như nước hoa các bạn, thơm mùi thơm như nước hoa Chanel ấy.